Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 8 tháng 8 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay với những thông tin đáng chú ý sau đây. Phiên họp thứ 13, Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải. Tháo gỡ khó khăn để Hưng Yên phát triển. Vận dụng dân vận khéo trong công tác giải phóng mặt bằng. Phát triển sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì phiên họp thứ 13 của ban chỉ đạo. Tự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phiên họp được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở chính phủ với các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Phiên họp nhằm kiểm tra đôn đốc các công việc sau phiên họp lần thứ 12 và bàn giao các giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy tiến độ các công trình dự án. Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành 20 nhiệm vụ đúng thời hạn yêu cầu trên tổng số 57 nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, đã hoàn thành 2 dự án đường bộ cao tốc với tổng chiều dài trên 690 km qua 15 tỉnh thành phố. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật của các dự án cần hoàn thành năm 2025 vẫn chưa hoàn thành theo tiến độ yêu cầu, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai. Tại tỉnh Hưng Yên, việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đã được các địa phương cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, diện tích đất nông nghiệp, đất công, đang tổ chức triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích đất ở, đất doanh nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hồi và bàn giao cho chủ đầu tư trên 195 ha trên tổng số gần 226 ha, đạt trên 86%, đã di chuyển được trên 99% số ngôi mộ. Đang đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng 11 khu tái định cư và 7 khu cải tạo mở rộng nghĩa trang, dự kiến phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tổ chức chi trả bồi thường hỗ trợ cho doanh nghiệp trước ngày 30 tháng 8 năm 2024. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, một trong những mục tiêu mà Đại hội 13 đã đặt ra là đến năm 2025 cả nước có 3.000 km đường bộ cao tốc và đến năm 2030 cả nước có 5.000 km đường bộ cao tốc. Đại hội cũng xác định 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về hạ tầng giao thông. Trên tinh thần, bàn làm không bàn lùi, không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm, tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc, vì lợi ích của nhân dân. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu để đạt được mục tiêu đề ra. Các thành viên ban chỉ đạo, các đại biểu tham dự tập trung kiểm điểm đánh giá cụ thể các nhiệm vụ được giao, giải quyết khó khăn vướng mắc, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án trong thời gian tới. Sáng nay, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Ban chỉ đạo 389 quốc gia. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hồng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh. Thời gian qua, Ban chỉ đạo 389 các bộ ngành tỉnh, thành phố đã làm tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo và quán triệt yêu cầu các đơn vị lực lượng thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Các lực lượng chức năng tích cực, chủ động đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền, lợi ích của doanh nghiệp, người tiêu dùng. Tại tỉnh Hưng Yên, 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng tỉnh đã phát hiện 445 vụ vi phạm, giảm khoảng 13% so với cùng kỳ năm 2023, đã khởi tố điều tra 35 vụ, với 41 bị can, tăng 1 vụ và 4 bị can so với cùng kỳ năm 2023, xử lý hành chính trên 400 vụ việc, xử phạt với số tiền gần 19 tỷ đồng, tăng gần 100 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2023. Dự báo tình hình buôn bán vận chuyển hàng hóa nhập lậu, sản xuất hàng giả, kinh doanh hàng hóa vi phạm sẽ tiếp tục có diễn biến phức tạp với phương thức thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Theo kế hoạch, ngày mai, đoàn công tác của Chính phủ sẽ về làm việc với tỉnh Hưng Yên nhằm kịp thời tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi cho sự phát triển của tỉnh. Dự thảo báo cáo đoàn công tác cho thấy, trong 7 tháng đầu năm, tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu của tỉnh Hưng Yên đạt một số kết quả nổi bật. 7 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GDP tăng 6,81%, thu ngân sách trên 25.000 tỷ đồng, đạt 76% dự toán cả năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gần 11% so với cùng kỳ năm trước, giải phóng mặt bằng thêm gần 250 ha đất khu cụm công nghiệp. Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp được gần 390 ha,
có thêm một dự án hạ tầng khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, thu hút thêm 78 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 18.400 tỷ đồng và hơn 500 triệu đô la Mỹ, tăng 44% về số vốn và tăng gần 130% về số dự án so với cùng kỳ năm trước. Có thêm gần 1.200 doanh nghiệp đăng ký mới, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3,9 tỷ đô la Mỹ, đạt 55% kế hoạch, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nhiều dự án giao thông trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành như đường song hành, đường vành đai 4, đường Tân Phúc Võng Phan, đường nối hai cao tốc, đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài, thêm một dự án trung tâm thương mại hiện đang được khởi công ở thành phố Hưng Yên. Hạ tầng đô thị được phát triển về chiều sâu, tập trung đầu tư phát triển hạ tầng đô thị thị xã Mỹ Hào và thành phố Hưng Yên. Tại các cuộc làm việc trước, tỉnh Hưng Yên đã tổng hợp báo cáo Chính phủ 70 kiến nghị đề xuất xử lý các khó khăn vướng mắc của tỉnh. Đến nay, có 50 kiến nghị đề xuất đã được trả lời thỏa đáng. Ngoài 20 kiến nghị đề xuất còn lại, tỉnh Hưng Yên dự kiến bổ sung 6 kiến nghị đề xuất mới về các lĩnh vực đất đai, thủy lợi, sử dụng ngân sách, giá, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Trong quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2050, việc bố trí không gian phát triển gồm 2 vùng, 2 hành lang, 5 trục, 3 trung tâm. Quy hoạch cũng xác định 2 khu vực trọng điểm phát triển phía Bắc và phía Nam của tỉnh. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về 2 khu vực trọng điểm phát triển này. Khu vực trọng điểm phát triển phía Bắc có điều kiện vị trí thuận lợi, tiếp giáp với thủ đô Hà Nội, kết nối giao thông thuận tiện với cảng hàng không quốc tế Nội Bài, trục hành lang kinh tế đô thị quan trọng quốc gia, quốc tế, cảng biển. Hướng phát triển tập trung hình thành các đô thị lớn, phát triển công nghiệp hiện đại, không gian phát triển gắn với hành lang đô thị công nghiệp và các trục giao thông quan trọng của tỉnh là trục tuyến đường kết nối di sản, văn hóa, du lịch, phát triển kinh tế dọc sông Hồng. Trục đường quốc lộ 5A đoạn qua tỉnh Hưng Yên, trục đường gom hai bên của đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Trục đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài, kết nối phía đông nam của thành phố Hà Nội qua tỉnh Hưng Yên với tỉnh Bắc Ninh. Trục đường vành đai 3,5 kết nối với Hà Nội và cầu Ngọc Hồi. Trục đường vành đai 4 kết nối với Hà Nội qua cầu Mễ Sở và kết nối với tỉnh Bắc Ninh. Trục cao tốc Chợ Bến Yên Mỹ kết nối nút giao cao tốc Hà Nội Hải Phòng với khu vực phía nam của Hà Nội. Tập trung phát triển đô thị Văn Giang, đô thị Mỹ Hào trở thành hai đô thị trung tâm của vùng. Đô thị Văn Giang phát triển theo hướng dịch vụ và nhà ở hiện đại, đồng bộ, sinh thái, thông minh là khu vực có chất lượng đô thị hóa tốt, thúc đẩy quá trình đô thị hóa khu vực phía Bắc của tỉnh. Đô thị Mỹ Hào là đô thị công nghiệp, dịch vụ thương mại và nhà ở theo hướng thông minh. Khu vực trọng điểm phát triển phía Nam tập trung phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch, khoa học công nghệ, bảo tồn văn hóa. Không gian phát triển gắn với hành lang, văn hóa, lịch sử, sinh thái sông Hồng và các trục giao thông phát triển quan trọng trong vùng là trục phía Đông, tuyến đường Tân Phúc Võng Phan kết nối nút giao cao tốc Hà Nội Hải Phòng tại Tân Phúc với tỉnh Thái Bình. Trục phía Tây, tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch phát triển kinh tế dọc sông Hồng. Trục đường 376B kết nối đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng tại nút giao Tân Phúc với tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch phát triển kinh tế dọc sông Hồng. Trục đường 38B kết nối các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên và Hà Nam. Tập trung phát triển thành phố Hưng Yên là đô thị trung tâm vùng phía Nam, đô thị trung tâm tỉnh, phát triển đô thị, khoa học công nghệ, dịch vụ du lịch quan trọng quốc gia, quốc tế, là vùng bảo tồn, phát huy năng động những giá trị cốt lõi của văn hóa phố Hiến xưa, giàu bản sắc văn hóa của trung tâm vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, phát triển thành một đô thị di sản mang tầm quốc gia và quốc tế với các dự án phục hiến, khôi phục các giá trị văn hóa lịch sử của phố Hiến xưa. Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy giao thông hạ tầng xuống cấp đã làm cản trở tới quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Từ cuối năm 2023 đến nay, xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ đã vận động nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng để mở rộng nhiều tuyến đường. Nhận thức được tầm quan trọng của việc mở rộng đường giao thông nông thôn, nên ngay sau khi được tuyên truyền phổ biến chủ trương hiến đất làm đường, các đảng viên như bà Vạn, ông Hùng, ông Hiệu đã vận động người thân trong gia đình gương mẫu tự nguyện hiến từ 10m² đến gần 20m² đất thổ cư, phá tường di chuyển cây cối tài sản để cùng địa phương mở rộng đường. Nếu nhà nước yêu cầu đường rộng nữa, tôi sẽ sẵn sàng hiến tiếp. Hiện nay là chúng tôi rất phấn khởi là được con đường rộng rãi đi thoải mái. Chiều dài tôi hiến là 27m và vào 50 phân.
Đấy, là lần này là lần hiến thứ hai. Nếu như làm nữa là gia đình tôi nhất trí sẽ lại hiến thêm. Vừa hoàn thiện nhà mới vào cuối năm 2023 với hệ thống cổng tường bao kiên cố, nhưng khi được chính quyền, đoàn thể tuyên truyền về chủ trương mở rộng đường giao thông, gia đình bà Mùi vẫn tự nguyện phá vỡ công trình, hiến 13 mét vuông đất ở với giá trị hàng trăm triệu đồng để bàn giao mặt bằng cho địa phương. Xây cái chỗ lên rất là kiên cố rồi, bây giờ phải đập đi để cho mở rộng con đường sạch đẹp, để cho rộng rãi, thì tốn kém chúng tôi cũng vui vẻ thôi. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu hiến đất của đảng viên, xã Yên Hòa đã nhận được sự ủng hộ tích cực của gần 40 hộ dân hiến đất ở, công trình trên đất và nhiều hộ có đất nông nghiệp bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Chỉ tính riêng từ cuối năm 2023 đến nay, xã Yên Hòa đã và đang mở rộng 6 tuyến đường trục chính, đường giao thông nông thôn với gần 7 km đường, tổng kinh phí khoảng gần 140 tỷ đồng. Hầu hết các tuyến đường được mở rộng từ 3 mét thành từ 5,5 đến 9 mét trải áp van, làm cống hộp, cống ngầm, đảm bảo đi lại, vận chuyển và tiêu thoát nước. Cấp ủy các ngành đoàn thể đến gặp gỡ, tuyên truyền vận động từng các hộ dân liên quan đến các tuyến đường, thì người dân cũng đã nhận thức thấy là cái hiệu quả đem lại để phát triển kinh tế, và mọi người dân thì là người ta đồng thuận nhất trí cao tự hiến đất tháo dỡ công trình. Cùng với các nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách cấp trên, ngân sách địa phương, xã Yên Hòa đang huy động nguồn lực trong dân xây dựng tiếp hai nhà văn hóa ở hai thôn, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, mở rộng trường học để hoàn thành mục tiêu trở thành xã nông thôn mới nâng cao theo đúng tiến độ và chất lượng. Tin buồn, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, ban tổ chức lễ tang và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, tức Cấn Thị Tuyết, sinh ngày 24 tháng 12 năm 1936, quê quán thôn Ngọc Bộ, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Kinh tế Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Hưng. Do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 20 giờ 54 phút ngày 7 tháng 8 năm 2024, tức ngày 4 tháng 7 năm Giáp Thìn tại nhà riêng, hưởng thọ 89 tuổi. Lễ viếng đồng chí Nguyễn Thị Tuyết từ 8 giờ 30 phút ngày 8 tháng 8 năm 2024 tại thôn Ngọc Bộ, xã Long Hưng, huyện Văn Giang. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 7 giờ ngày 9 tháng 8 năm 2024. Hỏa táng tại đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, thành phố Hà Nội, lễ an táng tại nghĩa trang quê nhà. Sau đây là tiểu sử đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Kinh tế Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Hưng. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, tức Cấn Thị Tuyết, sinh ngày 24 tháng 12 năm 1936, vào Đảng ngày 10 tháng 3 năm 1957, ngày chính thức mùng 6 tháng 9 năm 1957. Quê quán thôn Ngọc Bộ, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, thường trú tại thôn Ngọc Bộ, xã Long Hưng, huyện Văn Giang. Quá trình công tác từ năm 1952 đến năm 1972 là cán bộ cơ sở, cán bộ đoàn thể của xã Long Hưng, huyện Văn Giang. Từ năm 1972 đến năm 1977 là chủ tịch Ủy ban hành chính, phó bí thư thường trực huyện ủy Văn Giang, chủ tịch Ủy ban hành chính huyện Văn Yên. Từ năm 1977 đến năm 1979, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Văn Yên, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Hưng. Từ tháng 4 năm 1979 đến tháng 6 năm 1985, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Châu Giang, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Hưng. Tháng 7 năm 1985 đến tháng 12 năm 1986, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, phụ trách khối nội chính tỉnh Hải Hưng. Từ tháng 1 năm 1987 đến tháng 11 năm 1991, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế Nông nghiệp tỉnh Hải Hưng. Tháng 6 năm 1992 đến nay, đảng viên, cán bộ hưu trí, cán bộ chi hội cựu chiến binh. Sinh hoạt tại chi bộ thôn Ngọc Bộ, đảng bộ xã Long Hưng, huyện Văn Giang. Do có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng chí được Đảng và Nhà nước trao tặng huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, huy chương kháng chiến chống Pháp, huy chương vì an ninh Tổ quốc, huy chương chiến sĩ vẻ vang, huy chương vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ, huy chương vì thế hệ trẻ và nhiều kỷ niệm chương, bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Danh sách ban tổ chức lễ tang, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết,
gồm 10 thành viên do đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên làm trưởng ban. Thưa quý vị và các bạn, nắm bắt được lợi thế vốn có, thời gian gần đây Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hưng Yên đã định hướng và phát triển xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử. Đây được coi là một sản phẩm du lịch chủ lực của tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn tới. Buổi trải nghiệm tái hiện trường thi hương tại Văn Miếu Xích Đằng, thành phố Hưng Yên. Đến đây du khách sẽ được tìm hiểu về khung cảnh trường thi xưa, đồng thời được thử đóng vai các sĩ tử ngồi lều trõng dự thi. Đây là một trong những hoạt động trong tour du lịch văn hóa lịch sử được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và đưa vào thử nghiệm đã gây được ấn tượng tới du khách. Nghe tiếng trống thực sự có cảm giác dồn dập và cảm giác nó rất là hồi hộp, giống như kiểu mình là một thí sinh. Tour du lịch được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng mang tên Nét đẹp văn hóa Phố Hiến, gồm các nội dung tìm hiểu văn miếu Xích Đằng, trải nghiệm một ngày làm sĩ tử kỳ thi hương, khám phá vùng đất thủ phủ Nhãn Lồng, tham quan đền Đào Nương, tìm hiểu thưởng thức di sản văn hóa phi vật thể ca trù, khám phá tìm hiểu sự độc đáo của các làng nghề truyền thống đan đó tại xã Thủ Sĩ. Việc đan xen đưa các nét đặc sắc về văn hóa lịch sử vào tour du lịch đã giúp tạo ra nét riêng của du lịch Hưng Yên. Mình thấy Hưng Yên có rất là nhiều những cái tiềm năng để có thể phát triển thành du lịch. Tuy nhiên thì để cái sản phẩm mà thành được du lịch thì sẽ phải cần phải đầu tư bài bản hơn và cái quy mô của nó phải đủ lớn để có thể là tiếp đón được những cái luồng khách du lịch. Thông qua cái việc chạy thử này thì ban chủ nhiệm tài cũng như là Sở Văn hóa Du lịch cũng sẽ xin ý kiến được các cái chuyên gia đầu ngành liên quan lĩnh vực xây dựng các sản phẩm du lịch để chúng ta tìm ra các giải pháp và từng bước hoàn thiện cái mô hình này để trong tương lai chúng ta gọi là du lịch truyền thống, du lịch tham quan trải nghiệm di tích lịch sử, du lịch nông nghiệp, rồi du lịch làng nghề thì cũng là một trong những cái sản phẩm hy vọng sẽ đón được rất nhiều du khách trong và nước đến với Hưng Yên. Sau buổi thử nghiệm, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học đã có những ý kiến phân tích đóng góp để điều chỉnh sản phẩm tour du lịch văn hóa lịch sử sao cho phù hợp với lịch trình của du khách. Nằm trong đề án phát triển các sản phẩm du lịch Hưng Yên do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ triển khai từ tháng 3 năm 2023, cùng với sản phẩm du lịch nông thôn làng nghề, tour du lịch văn hóa lịch sử sẽ được nghiên cứu xây dựng trở thành sản phẩm du lịch mũi nhọn. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã liên tục xảy ra 3 vụ tai nạn điện từ hoạt động câu cá, là một người chết và 2 người bị thương. Nguyên nhân được cho là do bất cẩn khi câu cá dưới hành lang điện cao thế. Việc dân cần câu và vung mồi câu đã xảy ra tiếp xúc trực tiếp nguồn điện, truyền qua cần hoặc dây cước ướt khiến điện phóng. Các vụ việc này xảy ra tại xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ và phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên. Vụ tai nạn gần nhất xảy ra vào giữa tháng 7 tại hồ câu ở phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên khiến một người bị thương nặng. Do điện thế 110 kV phóng xuống đã gây tổn hại sức khỏe cho nạn nhân trên 60%. Theo đó, nguyên nhân chủ yếu được xác định do cần câu carbon và dây cước bị ướt khi cần thủ vung lên chạm vào dây điện gây tai nạn. Hiện nay thì ở trên địa bàn tỉnh Yên đang triển khai các dự án san lấp mặt bằng và các hoạt động thả diều, câu cá hoặc chợ dưới dây có nguy cơ vi phạm và nguy cơ mất an toàn. Để giảm các cái nguy cơ mất an toàn đó, chúng tôi khuyến cáo các chính quyền địa phương, các khu công nghiệp và chủ hồ câu lắp đặt các biển cấm, biển cảnh báo để đảm bảo an toàn, phòng tránh sự cố và nguy cơ mất an toàn dưới đường dây. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hưng Yên đang tạm giữ nhóm đối tượng cướp tài sản của người đi đường. Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hưng Yên nhận được đơn trình báo của em Bùi Quy V, trú tại xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ về việc khoảng 23 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2024, em và Vũ GT, trú tại xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ, điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Wenfa đi vào thành phố Hưng Yên chơi. Đến khu vực đường Nguyễn Văn Linh, hai em bị một nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô, mặc đồ đen, đeo khẩu trang, sử dụng dao, gạch, gậy và vỏ chai bia chặn đánh. Lúc này V và T bỏ lại xe mô tô rồi bỏ chạy. Khoảng 3 phút sau, thấy nhóm thanh niên rời đi, V và T đi ra thì không thấy xe. Theo V trình bày, trị giá chiếc xe máy trên khoảng 20 triệu đồng.
Đến ngày 1 tháng 8 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hưng Yên đã xác định và triệu tập 8 đối tượng lên làm việc ở các xã thị trấn của huyện Ân Thi. Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận hành vi sử dụng dao gậy và vỏ chai bia để đe dọa đánh đuổi V và T. Khi V và T bỏ xe mô tô lại, các đối tượng đã lấy chiếc xe mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.